Bộ anime mở đầu với một khung cảnh trong quá khứ. Bên nhà ta đang được sư phụ của mình dạy cho những câu chuyện về phép thuật và cậu muốn trở thành một pháp sư công lý. Trở lại với hiện tại, đây là thành phố của Học viện Ma thuật Hoàng gia Anzano. Cô bé này tên là Rumia, thấy một ông lão bị thương nên đã dùng phép thuật của mình để trị thương cho ông lão. Còn đây là Sistine bạn thân của Rumia, hai người tạm biệt ông lão rồi cùng nhau tới trường. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện với nhau rằng hôm nay lớp của họ sẽ có giáo viên mới. Đang đi cùng nhau thì gặp một thanh niên đang chạy rất nhanh về chỗ của họ. Sistine hoảng sợ liền thi triển ma thuật gió khiến anh ta bay lên trời rồi rơi xuống chỗ vòi phun nước gần đó. Anh ta đứng dậy quần áo ướt hết nhưng vẫn vuốt tóc tỏ vẻ ngầu lòi với hai em gái. Rumia hỏi anh ta có làm sao không rồi hai người mở lời xin lỗi sau pha thổi bay vừa rồi. Anh này bắt đầu quay sang Rumia và kiểm tra số đo ba vòng các thứ xong tự hỏi hình như gặp cô ở đâu rồi thì Sistine tiếp tục cho anh ta tập bay lần nữa. Tới lớp học thì đợi cả nửa tiết chẳng thấy giáo viên đâu thì anh ta bước vào lớp làm cả hai há hốc mồm. Đây cũng là men của chúng ta tên là Glen và sẽ là giáo viên của lớp. Ông giáo viên tóc dài này đang phản nàn một người trình độ pháp sư hạng 3 như Glen mà vẫn được làm giáo viên ở đây. Trong lớp thì Glen viết lên bảng chữ tự học rồi nằm ra bàn ngủ gật. Hiệu trưởng nói Glen đã tốt nghiệp ở đây năm 15 tuổi, ông thầy vẫn đang nói xấu Glen và người mời cậu tới đây thì cũng là lúc sư phụ Glen đứng sau lưng và dọa cho tên này mất vía. Selica xin lỗi hiệu trưởng vì đã đề cử Glenn, một pháp sư không có thành tích vào đây dạy học. Glenn lúc này bắt đầu cầm phấn viết lên bảng mấy chữ trông như gà bới làm Sistine khó chịu. Học sinh hỏi bài thì Glenn bảo không biết và tự mỏ đi. Sistine đứng lên nói tại sao giáo viên lại trả lời như thế thì bị Glenn cà khịa không biết tra từ điển rồi chạy ra ngoài đi chơi làm Sistine cũng cạn lời luôn. Sistine rất khó chịu sau tiết học vừa rồi nên cô bóp phếu của Rumia để xoa dịu tâm hồn thì Glenn bất ngờ đạp cửa xông vào còn đang bận giải thích do nhầm lẫn các thứ thì bị các em tống cổ ra ngoài máu me bé bét. Tiết học sau đó thì bị hoãn, Glenn lúc này vứt hết liêm sỉ cầm khai cơm tới bàn của Sistine và Rumia. Cậu nói Sistine ăn ít quá không phát triển được đâu còn Sistine nói tiếc của thầy thì chẳng cần ăn cũng được. Nhưng Glenn thì kiểu nếu bé không chịu ăn thì thầy sẽ đốt cho bé ăn. Người ngồi trên mái là Silica, cô ấy là sư phụ của Glen và cũng là người dùng vũ lực để đưa Glenn đến ngôi trường. Còn cậu ở trong lớp thì tiếp tục cho lớp tự học. Sistine tức giận đứng lên nói rằng sẽ báo với cha mình để đuổi việc Glen ngay lập tức nhưng đó lại là điều cậu mong muốn. Sistine liền cởi găng tay ra và ném vào mặt Glen cùng một lời thách đấu. Cô hỏi Glen có dám nhận lời không thì cậu cũng chiều luôn. Luật được Glen đặt ra là cả hai chỉ được dùng phép sốc điện, một phép thuật cơ bản đầu tiên của pháp sư và được thi triển bằng ba câu thần chú. Sistine liền ra đòn trước còn Glen vẫn rất tự tin nhưng sau đó thì dính trưởng khét lẹt và nằm lăn ra đất. Glen đứng dậy và bảo cũng ra gì đấy định trả đòn lại Sistine thì ăn phát sốc điện nữa khiến mồm bốc khói. Lúc này thì đám học sinh nghĩ Glenn chỉ là một con gà còn cậu thì lật kèo với Sistine và nói mai vẫn đến lớp dạy như thường. Hôm qua vừa thua trước Sistine nhưng Glenn thì vẫn chảy cối ở lại lớp. Một học sinh tới hỏi bài Glenn thì Sistine liền vỗ vai bảo ông ta gà lắm biết gì đâu mà hỏi. Glenn thì nói với Sistine ma thuật thì có gì hay ho, đó chỉ là thứ để đoạt mạng con người mà thôi. Sistine nói ma thuật không phải thứ như vậy. Glenn tiếp tục nói xấu ma thuật thì bị cô cho một bạt tai vào má. Cô khóc lóc nói ghét Glenn và chạy ra ngoài. Đang suy nghĩ về chuyện khi nãy thì thấy Rumia đang miệt mài luyện tập ma thuật. Cậu tới hướng dẫn cho Rumia cách thi triển ma thuật đó. Nhìn cô bé hạnh phúc với điều vừa làm được khiến Glenn hoài niệm về quá khứ của mình. Trên đường trở về, Glenn hỏi Rumia rằng sao các em lại lo lắng học ma thuật đến thế. Cô nói rằng mình muốn học ma thuật để cứu người. Trước kia Rumia từng bị bắt cóc và có một pháp sư đã giải cứu cô. Nghe xong câu chuyện thì Glen cũng nhận ra, định nói thật cho Rumia biết đó là mình nhưng lại thôi. Trước khi về Rumia dặn Mai Glen nhớ xin lỗi Sistine vì ma thuật là tất cả với Sistine và người ông quá cố của cô. Hôm sau tới lớp thì Glen cũng cúi đầu xin lỗi Sistine vì chuyện hôm qua. Glen cũng nghiêm túc hơn với chuyện dạy học, bài học đầu tiên Glen dạy là phép sốc điện. Nếu giảm bất câu thần chú thì sẽ thay đổi sức mạnh và hình dạng của phép thuật làm các học sinh ngạc nhiên. Mọi người còn đang há hốc mồm thì Glen nói đó là ảnh hưởng của ngôn từ tới phép thuật để lấy ví dụ thì Glen tới chỗ Sistine và nói mèo trắng à anh đã yêu em ngay từ lần đầu gặp mặt và đây chính là kết quả các em đã tin thầy chưa cuốn sách giáo khoa phế vật này giờ chỉ là đổ bỏ đi mà thôi Celica bắt đầu tự hào về Glen còn học sinh ở lớp khác bỏ học tới lớp Glen để nghe cậu giảng bài giờ học kết thúc đang suy tư về hai em học sinh thì Celica tiến lại chỗ Glen cô nhắc Glen đừng tư tớ tưởng tới nữ sinh thì Glen nói sống với Celica từ nhỏ thì làm sao hứng thú với người khác được nữa Hôm sau Glen vẫn trễ giờ như mọi khi, đang vội vàng tới trường thì có một tên trông rất xấu xa chặn đường để cắn trộm cậu. Sistine bực mình vì Glen lại đi muộn thì có hai tên tiến vào lớp học, bọn chúng dọa nạt Sistine và các học sinh. Sau đó thì hỏi trong lớp này ai tên là Romia. Romia sau đó bị đưa khỏi lớp học còn Sistine thì bị nhốt ở phòng khác. Tên này bấn quá định để Sistine ra để làm cái cho đỡ thèm khiến cô hoảng sợ. Đang chuẩn bị vào việc thì cùng lúc đó Glen mở cửa. Tên này định dùng ma thuật để hạ gục Glenn nhưng không thể thi triển vì cậu có lá bài có thể phong ấn được ma thuật và tất nhiên cả Glenn cũng không xài được ma thuật luôn. Sistine nghĩ lần này vô vọng rồi thì cậu dùng võ thuật mình đã học được để cho hắn bay dính tường và kết liễu hắn bằng một cú song phi. xử lý xong tên này thì Glenn quay qua Sistine hỏi em có sao không còn quần cậu đã tụt xuống từ bao giờ? Glenn thắc mắc không biết Rumia bị đưa đi đâu thì Silica liên lạc đến. Glenn nói các học sinh đã bị bắt giữ còn Rumia thì bị đưa đi đâu không rõ. Celica nói bây giờ không thể giúp được Glenn. Cô sẽ cố làm những gì có thể còn cậu cùng Sistine phải tự lo liệu. Sistine nghe thấy thì mất bình tĩnh muốn tự đi cứu Rumia. Glenn xoa đầu cô bé và nói sẽ làm tất cả mọi thứ để đưa Rumia quay về. Vừa dứt lời thì một cổng dịch chuyển đưa mấy con người xương tới chỗ Glenn. Vì bọn người xương này không có não nên tên kia bị chúng đồ sát tại chỗ. Dùng thể thuật có vẻ không ăn thua nên Sistine dùng phép thuật giúp Glenn hạ được một con xong hai người bò chạy ra ngoài bọn người xương này lập tức bám theo làm glen và sistin phải quay lại glen nói sistin nhanh chóng niệm phép còn cậu thì sẽ câu giờ cô bé niệm chú vài câu rồi thi triển thành công nhưng có vẻ chưa có tác dụng glen nói như vậy là đủ cậu niệm chú và thi triển một phép thuật cấp cao cùng với sistin và thổi bay lũ người xương đi sau đó thì glen gục xuống người xanh sao vì thiếu hụt ma lực và có một tên trông có vẻ nguy hiểm tiến đến chỗ hai người xung quanh hắn có những thanh kiếm lơ lửng. Glenn liền cho Sistine tập bay, còn cậu một mình ở lại đấu với tên này. Do vừa dùng rất nhiều ma lực nên Glenn không còn đủ sức chiến đấu với hắn. Glenn chuyển qua dùng phép thuật để tấn công hắn, nhưng tên này cùng những thanh kiếm dễ dàng hóa giải từng phép thuật của cậu. Thấy Glenn đuối sức, hắn định tung đòn để kết liễu cậu thì đúng lúc đó Sistine xuất hiện để vô hiệu hóa thanh kiếm của hắn. Glenn sau đó lập tức dùng chính thanh kiếm của hắn để kết liễu tên này. Thì ra lúc nãy Sistine rơi xuống là kế hoạch của Glenn để khiến tên này chủ quan. Thấy Glenn đang bị thương nặng. Sistine dùng phép thuật của mình để chữa trị cho thầy. Hai thầy trò sau đó ngủ quên lúc nào không hay. Celica gọi cho Glenn và nói vị trí của Rumia. Cậu để Sistine ở đó và chạy tới chỗ Rumia. Glenn đạp cửa sông vào làm Rumia mừng rỡ. Thì ra tên bắt cóc cô bé chính là người thầy cũ của lớp trước khi Glenn tới dạy. Hắn đang dùng ma pháp dịch chuyển để đưa Rumia đi rồi sau đó sẽ dùng sức mạnh phá hủy học viện. Hắn nói nếu mình bị hạ gục thì ma pháp cũng sẽ tự kích hoạt và đưa Rumia đi. Glenn chắc chắn sẽ không để tên này toại nguyện cậu dùng máu của mình làm thần chú để hủy đi ma pháp dịch chuyển glen thành công nhưng chỉ phá được một lớp ma pháp rumia khuyên thầy dừng lại không thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng glen vẫn tiếp tục và nói rằng nhờ hai cô bé mà cậu quyết định sẽ trở thành pháp sư công lý như mong ước hồi nhỏ của mình ma pháp dịch chuyển chỉ còn lại một lớp nhưng lúc này glen đã mất quá nhiều máu rumia cảm động trước glen cô bé cố gắng vượt ra khỏi kết giới và dùng ma pháp để chữa trị cho thầy ma lực glen được hồi phục cậu dùng thần chú và phá đi lớp cuối cùng của ma pháp dịch chuyển sau đó thì Glenn tung một đấm hạ gục tên thầy giáo, cậu mệt quá ngủ gục trên đùi của Rumia. Còn Celica thì hài lòng khi thấy Glenn đã tiến bộ. Sau vụ tấn công vào học viện ma thuật Hoàng gia, Hoàng hậu của Vương quốc là mẹ của Rumia và sẽ trực tiếp ghé thăm học viện. Bà đã tung tin rằng cô bé không còn sống nhưng vẫn mong con gái mình bình an. Lớp học đang phân công ra những người tham gia cuộc thi phép thuật ở trường mà sắp tới Hoàng hậu sẽ tham dự. Glenn bước vào và nói cả lớp yên tâm vì thầy sẽ giúp các em chiến thắng. Glenn phân tích ưu nhược điểm của các học sinh trong lớp và sau đó chọn ra từng người một cho các phần thi khác nhau. Mọi người ngạc nhiên vì từng đặc điểm của mình được thầy giáo nói rất chính xác, cho thấy Glenn đã quan sát rất kỹ các học sinh của mình. Nhưng sự thật là Glenn đã hết tiền ăn chơi nên phải cố gắng thắng cuộc thi lần này để nhận được phần thưởng. Mọi người vẫn còn hoài nghi nhưng Sistine nói nếu lớp không chiến thắng thì sẽ cho thầy nghỉ việc luôn. Các học sinh thì chăm chỉ luyện tập còn Glenn thì đi ra cả khi ông thầy tóc dài. Ông ta nói lớp Glen toàn học sinh cùi bắp thì luyện tập làm gì cho phí công. Glen đang hết tiền liền gạ kéo ông ta đặt cược 3 tháng lương cho cuộc thi này. Sistine thấy hai thầy đang combat bằng mồm rất căng liền ra can ngăn và nói lớp mình chắc chắn sẽ chiến thắng. Mọi người chăm chỉ luyện tập để hướng tới cuộc thi còn Sistine vẫn cứ dõi theo Glen từng bước. Hôm sau hoàng hậu cũng đến học viện và thông báo bắt đầu cuộc thi phép thuật. Học sinh của mình thi đấu không tốt làm Glen lo lắng. Cậu phải cố tỏ ra rằng mình ổn nhưng bên trong thì không ổn tí nào. Celica là bạn thân của nữ hoàng hai người đang quan sát các học sinh thi đấu. Thấy lớp mình đang thi đấu tiến bộ làm Glen cũng yên tâm về túi tiền của mình. Phần thi tiếp theo là của Rumia, một người trong lớp tỏ ra không yên tâm thì Glen trấn an và nói cô bé nhất định sẽ chiến thắng. Giáo sư thông báo bắt đầu phần thi, sau một loạt thử thách của tên giáo sư biến thái nhiều học sinh đã dụng nhưng Rumia cùng thanh niên này vẫn đứng vững. Phần thi tiếp theo được tăng độ khó tên là phá vỡ tâm trí nhưng hai người vẫn trụ lại. Tên này khuyên Rumia nên bỏ cuộc vì phần thi sắp tới rất khó khăn và lần này cô đã thất bại rumia vẫn muốn thi đấu tiếp nhưng glen nói rằng sẽ rút lui và động viên cô bé nhưng thực ra thanh niên kia đã bất tỉnh trước nên cuộc thi này rumia là người chiến thắng hoàng hậu thấy vui mừng vì cũng đã nhìn thấy được nụ cười của rumia bên những người bạn của mình thứ hạng của hai đội cứ thay đổi liên tục làm glen lo lắng còn ở một góc khuất nào đó hai người này đang theo dõi cậu họ từng là đồng đội cũ của glen cậu đang đói mèo còn học sinh thì cứ bày đồ ăn ra trước mặt có một học sinh chiều nay thi đấu muốn hỏi glen về phép biến hình cậu chỉ cho cô bé vài đường cơ bản bằng cách niệm vài câu thần chú rồi biến thành rumia glen nói nên tập trung sức mạnh vào ý nghĩ thì chắc chắn sẽ thành công Sistine lúc này mang đồ ăn tới và tưởng đó là rumia thật nên mời cô ăn glen vừa đói vừa run run cầm vào cái bánh thì hàng thật cũng xuất hiện hàng giả lập tức dính trưởng và bay lên trời rumia sau đó cũng đem đồ ăn tới cho glen cô bé nói Sistine đã dậy rất sớm để chuẩn bị cho thầy nhưng lại ngại không dám đưa vừa ăn xong thì hoàng hậu cũng tới chỗ hai người Linh canh thì nháo nhào, còn cô hầu gái nói gì đó với Celica làm cô hốt hoảng. Hoàng hậu cảm ơn Glen vì đã cống hiến rất nhiều cho quốc gia mà vẫn chịu thiệt thòi. Cô quay sang chỗ Rumia nói lời chào con gái mình. Rumia nói Hoàng hậu đã nhận nhầm người vì công chúa của vương quốc đã mất 3 năm trước, sau đó chạy đi. Cô buồn bã quay về và nhờ Glen giúp đỡ chăm sóc con gái mình. Hoàng hậu trở về và bất ngờ bị quân lính giam lòng. Thấy Hoàng hậu bị quân lính bắt giữ, thì hai người này nghĩ quân lính muốn làm phản nhưng lại chưa hành động. Cuộc thi giữa các học sinh vẫn đang diễn ra còn Glenn đang suy nghĩ về chuyện của Rumia thì Sistine tới. Glenn kể lại câu chuyện lúc nãy, cậu khen đồ ăn của Sistine rất ngon còn cô bé ngại ngùng nhờ thầy mình giúp đỡ Rumia. Glenn tới chỗ của Rumia, cô bé kể rằng trước đây mình bị coi là tạo vật của ma quỷ vì mang trong mình sức mạnh rất lớn. Mặc dù rất hận hoàng hậu vì đã bỏ rơi mình nhưng cô bé vẫn muốn gọi bà ấy là mẹ một lần nữa. Glenn nhớ lại quá khứ trước đây của mình và khuyên Rumia nên thành thật hơn. Cậu kể hồi mình còn là pháp sư của đế quốc thì thấy hoàng hậu luôn đeo sợi dây chuyền mà Rumia hay đeo. Rumia hiểu ra mọi chuyện và muốn cùng Glen tới chỗ hoàng hậu, nhưng quân lính xuất hiện chặn hai người lại và bắt Rumia vì tội ám sát nữ hoàng. Glen hỏi bằng chứng đâu thì quân lính nói đây là lệnh của nữ hoàng. Rumia bị bắt đi còn Glen thì bị đánh ngất. Khi quân lính chuẩn bị xử tử Rumia thì một tia sáng lóe lên làm những tên này gục xuống. Glen xuất hiện và cởi trói cho Rumia. Những tên lính canh khác chạy đến thì Glen dùng phép dịch chuyển để đưa Rumia đi. Glenn không biết giờ này nữ hoàng đang ở đâu thì Silica liên lạc. Cô nói lúc này mình không thể giúp gì Glenn vì cô cùng nữ hoàng đang bị lính canh khống chế. Còn chỗ Glenn thì hai người đồng đội cũ xuất hiện và bất ngờ tấn công cậu. Cô hầu gái nói với Silica rằng mình thuộc tổ chức của những tên đã tấn công học viện lần trước. Cô ta đã đặt một lời nguyền lên vòng cổ của nữ hoàng. Trở lại phía bên này thì cô gái dùng phép thuật triệu hồi ra một thanh kiếm để tấn công Glenn. Đồng đội cô cũng tấn công nhưng mục đích là ngăn cô ấy lại. Cô gái thì sắp mặt còn người kia mở lời chào Glen Glenn giới thiệu với Lumia đây là hai đồng đội cũ của mình, Anbeck và Riel trong quân đội đế quốc. Anbeck nói rằng quân lính đang giam lỏng nữ hoàng và có ý định lấy mạng công chúa Lumia. Riel hiến kế cả ba cứ lao thẳng vào mà tấn công nhưng Glenn ngăn lại. Cậu nói rằng Silica là pháp sư vĩ đại của lục địa. Cô ấy dặn Glenn nên tìm một cách nào đó để tiếp cận nữ hoàng. Anbeck tới chỗ các học sinh của Glenn và nói rằng Glenn đã giao lại mọi việc cho anh ta. Cả lớp còn hoài nghi thì Riel nắm tay Sistine và nói cứ tin ở chúng tôi. Sistine nhờ hai người giúp đỡ vì cả lớp không muốn để Glen cả khịa sau khi thu cuộc. Ông thầy tóc dài thấy Glen không có mặt chỉ đạo thì mừng thầm. Nhưng trước sự giúp đỡ của Albeck, lớp của Glen liên tục chiến thắng và bám sát lớp đứng đầu. Số điểm của hai lớp lúc này đã về thế cân bằng nhưng vẫn còn một phòng thi cuối cùng nữa. Glen cùng Rumia thì vẫn đang phải chạy trốn quân lính hoàng gia. Người thi đấu cuối cùng sẽ là Sistine. Cô bé vẫn do dự thì Albeck động viên nếu chiến thắng thì Glen sẽ khao cả lớp ăn uống thoải mái. Sistine lúc đầu còn hơi lép vế nhưng sau đó đứng dậy bằng sức mạnh tình bạn và tiếp tục thi đấu với đối thủ. Thằng bé ăn một trưởng của Sistine và nằm đo đất luôn. cả lớp đã giành chiến thắng. Glen lúc này bị quân lính bao vây còn Anbeck và Rumia tiếp cận nữ hoàng. cả hai bất ngờ biến hình trở lại thành Glen và Rumia. cậu nói rằng bốn người đã xài phép biến hình từ trước và đổi chỗ cho nhau. tên tướng quân sai quân lính bắt lấy hai người thì bị kết giới của silica chặn lại. tên tướng quân lúc này giải thích rằng hắn chỉ muốn bảo vệ cho nữ hoàng và quốc gia nên mới phải làm vậy. Hắn nói mong nữ hoàng vì người dân hãy ra lệnh xử tử Rumia khiến cô đau đớn nói ra mệnh lệnh đó. Glen rất khó hiểu còn Rumia thì suy sụp. Cậu nhớ lại những gì nữ hoàng đã căn dặn mình trước đây. Glen bắt đầu hiểu ra mọi chuyện và nhớ về cái vòng cổ. Cậu nói với Rumia rằng nữ hoàng vẫn rất yêu thương cô bé. Cậu lao tới chỗ tên tướng quân và kêu nữ hoàng vứt bỏ cái vòng cổ của mình đi. Glen cho tên này một sút còn cái vòng cổ chứa lời nguyền thì vỡ vụn. Celica băng bó cho Glen. Cậu nói rằng đã xài lá bài vô hiệu hóa phép thuật để lời nguyền không thể kích hoạt. Nữ hoàng tiến lại ôm lấy Rumia còn cô bé cuối cùng đã gọi nữ hoàng bằng mẹ. Selika hủy đi kết giới. Anbep và Riel tìm được hầu gái trường. Riel định kết liễu cô ta tại chỗ nhưng ả à kịp thời trốn thoát bằng phép dịch chuyển. Hai người tới thông báo lại cho Glenn rồi trở về quân đội. Nữ hoàng cũng tạm biệt Selika và trở về hoàng cung. Glenn lúc này kể hết cho Rumia mọi chuyện làm cô bé nhớ về lời hứa ba năm trước với cậu. Glenn nhắc Rumia cứ yên tâm vì sẽ luôn trở thành đồng minh để bảo vệ cô bé. Tới nơi thì cả lớp đang liên hoan. Sistine lúc này mượn tí rượu để tỏ tình thầy còn Glenn nhận ra ba tháng lương của mình đã không cánh mà bay. Sáng hôm sau hai thầy trò dậy sớm để thò chay. À nhầm dậy sớm để luyện tập cùng nhau. Glenn dạy Sistine về cách chiến đấu tay đôi làm cô bé khó hiểu. Cậu giải thích sau khi Sistine thành thạo sẽ dạy cô bé về ma thuật của quân đội. Sistine nói mình sẽ cố gắng hơn. Hai người sau đó gặp lại Glenn dưới phố đang buồn bã vì ba tháng lương hôm qua mất hút thì Riel từ đằng sau tấn công để chào hỏi Glen. Cô bé mặc đồng phục của học viện và nói rằng mình được Anbeck phái đến. Glen giải thích rằng Riel đến học viện và đóng vai học sinh để bảo vệ cho công chúa Rumia. Còn Riel nói mình lại muốn bảo vệ Glen hơn. Glen đưa Riel vào lớp, cô nói ra bí mật mình thuộc lực lượng pháp sư hoàng gia làm Glen ngăn lại. Thấy hai người rất thân thiết, một học sinh đứng lên hỏi mối quan hệ giữa Glen và Riel là gì. Cô không ngần ngại nói Glenn là tất cả đối với mình làm các nữ sinh trầm trồ còn Sistine thì lại hơi ghen ghen. Trong giờ học thì Sistine thể hiện rất tốt, tới lượt Riel thì cô không thể dùng phép thuật cơ bản một cách bình thường. Cô lôi phép thuật quân sự ra xài khiến các nam sinh sợ hãi. Hết giờ học thì lại ngồi tự kỷ trong lớp, Romia và Sistine tiến lại rủ Riel cùng xuống căng tin ăn trưa. Ba người lựa đồ ăn sau đó ngồi ăn cùng nhau một cách thân thiết. Tuy Riel hơi có lập dị nhưng mọi người vẫn thông cảm cho cô. Glenn thấy vậy thì cũng yên tâm cậu thắc mắc với Celica không biết quân đội nghĩ gì mà giao cho riel việc bảo vệ công chúa hôm sau thì glen cùng cả lớp có chuyến đi dã ngoại nghiên cứu thật trùng hợp là nơi đây lại gần với biển làm các nam sinh hào hứng ở nơi đây thì Anbeck đóng giả người bán đồ lưu niệm anh ta cảnh báo glen phải cẩn thận trước riel vì cô bé rất nguy hiểm khi tới đây mọi người vẫn bình thường còn glen có vẻ hơi say sóng nhưng khi sắp được ngắm những em sinh tươi mặc bikini thì lại hồi sức trở lại xuống bờ biển con gái mặc áo tắm còn đám con trai thì được dịp bổ mắt Họ chơi bóng chuyền cùng nhau tới gần tối. Đến tối thì lũ con trai bàn cách đột nhập phòng con gái còn Glen cũng xuất hiện để góp vui. Glen định ăn mảnh thì các nam sinh kiểu tình thầy trò có chắc bền lâu. Real tâm sự với mọi người rằng cô chưa thấy Glen vui như vậy từ hồi làm việc cùng nhau. Glen sau đó ra bờ biển ngồi tự kỷ thì ba cô bé cũng đi theo, họ ngắm sao và cùng nhau chơi đùa hạnh phúc. Glen nhớ lại lời của Anbe và nghĩ anh ta đang lo xa. Sistine cùng Lumia sau đó về nghỉ còn Real thì vẫn thức để gặp Glen. Real giận dỗi nói rằng Glenn đã bỏ mặc cô bé ở lại còn Sistine và Rumia chính là lý do khiến Glenn tới đây dạy học. À hầu gái trốn được ở tập trước nay cũng xuất hiện. Sáng hôm sau thì mọi người cùng nhau tới khu nghiên cứu. Sistine cùng Rumia khi nói chuyện với nhau về Glenn làm Real bực mình. Real nói đừng làm phiền cô ấy nữa sau đó bỏ đi. Glenn nói hôm qua mình đã làm điều khiến Riel phải buồn. Mọi người đến viện nghiên cứu ngay sau đó, Riel thì lại ở một mình. Các học sinh cùng nhau đi tham quan viện nghiên cứu mọi người học được rất nhiều điều về phép thuật và giả kim thuật. Nhìn thấy một vài thứ tà đạo đang được nghiên cứu ở đây, Sistine nhớ lại một thuật của nhà giả kim có thể hồi sinh được người đã mất làm viện trưởng ngạc nhiên. Glenn liền giải thích cơ thể đó được tạo ra bằng thuật giả kim hình thành một người mô phỏng. Đó chỉ là thứ giả mạo và không thể gọi là hồi sinh. Viện trưởng nói có tin đồn rằng tổ chức từng tấn công học viện lần trước đã thực hiện thành công thuật này nhưng Glenn và Sistine nói đó chỉ là hư cấu. Kết thúc chuyến tham quan thì Rumia cùng Sistine rủ Riel cùng đi ăn nhưng cô bé vẫn còn giận dỗi. Riel còn tránh mặt Glenn và nghĩ rằng tất cả là lỗi của Sistine và Rumia. Cô chạy ra bờ biển và khóc một mình. Glenn nói rằng Riel tính tình rất trẻ con và mong hai người đừng để ý. Sistine muốn đi tìm Riel nhưng Glenn nói việc này cậu sẽ giải quyết. Còn chỗ Riel thì anh trai cô bé đang tiếp cận cô. Anbeck lúc này thì bị à hầu gái bắt lẻ trong rừng. Cô ta gửi lời chào tới Anbeck thì cậu lập tức quay lại tấn công. Cô ta né được và trả đòn lại Anbeck bằng phép thuật lửa nhưng bị cậu chặn lại cô ta triệu hồi từ dưới đất lên những thây ma nhưng ambek đã một chưởng tiêu diệt hết albek nói tất cả đều không có tác dụng với mình nhưng ả à hầu gái đã hồi phục vết thương ở khách sạn thì Sistine nhớ lại những kỷ niệm cùng với riel và nói nụ cười của cô bé không phải là dối trá riel thì nghĩ anh trai mình đã chết nhưng hắn nói mình vẫn sống sau vụ ám sát và muốn riel lấy mạng glen để trả thù cho hắn ta tên này đang cố tẩy não riel thì glen xuất hiện glen đang tự tin có thể hạ gục hắn tại đây thì riel bất ngờ cho cậu một kiếm từ phía sau khiến glen gục súng bất tỉnh Phía bên này thì Anbeck đang chiến đấu cũng thấy Glenn bị đâm gục. Sistin chuẩn bị đồ ăn đợi Glenn và Riel trở về thì cô thấy Rumia đang bất tỉnh bên cạnh Riel. Cô bé nói Rumia chỉ bị ngất đi còn Glenn đã bị mình kết liễu. Sistin thì định ra tay với Riel nhưng không thể vì nhớ lại Glenn đã nói rằng Riel đầu óc rất trẻ con và dễ bị lợi dụng. Riel sau đó chạy ra cửa sổ và mang Rumia đi. Anbeck sau đó cũng mang Glenn về và nói cậu ấy không thể cứu được nữa làm Sistin tuyệt vọng. Anbeck nói với Sistine giờ phải tính kế thi triển ma thuật hồi sinh thì Glenn ngừng thở. Anbeck yêu cầu Sistine tạm thời dùng hô hấp nhân tạo, còn mình thì chuẩn bị nghi thức. Sistine không hề sợ hãi mà sẽ làm mọi thứ để cứu người thầy của mình. Romia bị Riel và anh trai của cô bé bắt giữ. Glenn thì cũng tỉnh lại sau khi được Sistine cung cấp một lượng lớn ma lực. Cậu thầm cảm ơn cô bé và hỏi Anbeck tình hình hiện tại. Anbeck đã cảnh báo Glenn về Riel và sự nguy hiểm của tổ chức đã tấn công học viện. Glenn lúc này trách Anbeck rằng đã lấy Rumia ra làm mồi nhử để tổ chức đó xuất hiện. Glenn nói mình sẽ phải làm mọi cách kể cả dùng vũ lực để đưa Riel trở về. Anbeck nói rằng Glenn đã từng bỏ rơi Riel mà giờ còn mặt mũi để nói ra điều đó. Cậu tặng cho Glenn một đấm và đưa cho Glenn khẩu súng. Anbeck nói rằng nếu tình hình không ổn sẽ phải trừ khử Riel. Hai người cùng đi cứu Rumia. Cô bé lúc này đang bị tên viện trưởng cùng tổ chức trả tấn. Những tên này muốn dùng ma lực của Rumia để hoàn thành dự án ma pháp hồi sinh. Riel đứng bên ngoài thấy hơi cảm lạnh vì thứ mà tổ chức đang làm. À hầu gái thì lúc này nhận ra điều gì đó. Albeck nói rằng hồi ở học viện mình đã tìm cách ỉm một ma pháp phát hiện vị trí lên người của à hầu gái. Thấy hai người đang đến gần thì kẻ địch triệu hồi ma thú để cản trở nhưng Albeck dùng một trưởng và biến nó thành cho. Hai người gặp con tiếp theo cũng có vẻ hơi khó chơi nhưng cả hai cùng kết hợp và khiến nó lập tức bay mỏng. Viện trưởng bắt đầu run sợ còn à hầu gái giao lại việc cho Riel. Sistine kể lại cho cả lớp mọi chuyện nhưng mọi người chưa biết làm cách nào để giúp Glenn. Cả hai lúc này đang tiến vào đường hầm thì tên viện trưởng biến thành quái vật để cản bước hai người. Glen nhờ Albeck xử lý hắn còn cậu thì đi trước. Ở khách sạn thì lúc này Sistine động viên mọi người cứ tin tưởng ở thầy giáo. Nếu họ có mặt thì cũng không giúp được gì mà chỉ thành gánh nặng cho Glen mà thôi. Glen cuối cùng cũng tới chỗ của Rumia. Cậu động viên cô bé cứ yên tâm và nói Riel nên dừng lại và thả Rumia đi. Riel vẫn muốn khô máu với Glen. Cậu nói rằng anh trai Riel đã mất hai năm trước còn tên này chỉ là giả mạo. Nói hết lời nhưng Riel vẫn không chịu nghe, Rumia cũng nói rằng Riel là người bạn thân thiết và mong cô đừng chiến đấu với Glen nữa. Bị thất thế, Glen bắt đầu lôi súng ra xài, cậu hỏi Riel còn nhớ tên anh trai mình không thì hắn dục Riel nhanh chóng kết liễu Glen. Riel bắt đầu mất tập trung thì Glen lao tới đè Riel xuống rồi dùng phép trọng lực để khống chế cô bé. Glen dùng súng để phá hủy hệ thống và lao tới cho tên này một đấm vào mồm. Riel lúc này mới nhớ ra mình chỉ là bản sao được tạo ra bằng thuật giả kim và bản chính của cô bé đã mất cùng anh trai cách đây 2 năm. Glen định tung đòn kết liễu tên này thì các bản sao của Riel mà hắn đã tạo ra từ trước đã bảo vệ hắn. Hắn ra lệnh cho các bản sao kết liễu Riel thì Glen quay lại để bảo vệ cô. Riel xin lỗi Glen vì đã phản bội lại mọi người. Lần này Riel sẽ chiến đấu bảo vệ mọi người. Cô giúp Glen tiêu diệt các bản sao. Glen định dùng súng kết liễu hắn nhưng lại thôi. Ở phía Anbeck thì cũng đã đánh bại tên viện trưởng Sistine hạnh phúc khi thấy Riel trở về. Glen ngồi nhìn các học sinh chơi bóng truyền. Cậu nói với Anbeck rằng đây là thứ mà mình muốn bảo vệ. À hầu gái thì trở về căn cứ của tổ chức và báo cáo lại mọi chuyện. Riel tới thăm và có bữa cơm tối cùng gia đình của Sistine và Rumia. Cô bé gửi lời xin lỗi tới hai người về chuyện lần trước. Hôm sau Sistine tới thư viện và gặp được Celica. Cô gửi lời cảm ơn tới ông nội Sistine về những nghiên cứu của ông. Celica sau đó trở lại mê cung dưới lòng đất của thư viện. Glen cũng tới thư viện và gặp được Sistine. Cậu nhắc chuyện hôm mình được cứu khiến Sistine nhớ lại nụ hôn đầu đời làm cô bé đỏ mặt. Real tưởng Sistine bị Glen bắt nạt nên cô bé cho Glen tập bay. Sistine cũng chạy ra bên ngoài thư viện thì gặp lại người quen. Anh ta tên là Leo và giới thiệu mình là chồng sắp cưới của Sistine. Leo cũng nói rằng mình ngưỡng mộ Glen đã lâu vì cách mà Glen dạy những học trò của mình. Hiệu trưởng nói rằng Leo là một giáo viên rất ưu tú được cử tới học viện phép thuật nhưng Silica có vẻ hơi khó chịu. Glen thì chúc mừng Sistine đã tìm được ý trung nhân của mình. Leo sau đó thay Glenn dạy một tiết học trong lớp. Riel thì ngủ gật còn Glenn có vẻ không chấp nhận cách dạy học của Leo. Glenn nghĩ còn quá sớm để học sinh của mình học những thứ đó và Rumia thì cũng đồng tình với Glenn. Glenn lại dừng mỡ quay qua trêu Sistine. Leo tiếp cận Sistine và nói muốn đi dạo với cô bé. Thấy Sistine bị Leo đưa đi thì Rumia muốn nhờ Glenn việc gì đó. Hai người cùng đi dạo và nhớ lại hồi còn nhỏ nhưng Sistine thì không thấy vui. Glenn cùng Rumia thì đang theo dõi. Leo bất ngờ nói lời tỏ tình với Sistine làm Glenn cười lớn. Sistine nói rằng mình không thể nhận lời với Leo vì trách nhiệm giải mã bí ẩn của thiên thành với người ông quá cố của mình. Leo nói Sistine chỉ đang phí công vô ích, hắn mong Sistine có thể hỗ trợ nghiên cứu riêng của mình. Glenn thấy Sistine đang bị ép buộc thì ra nói hắn đừng sủa nữa và khuyên Sistine cứ sống theo nguyện vọng của mình. Sistine liền nói với Leo mình với Glenn đã có hẹn ước với nhau. Glenn hiểu ý khuyên hắn nên từ bỏ vì Sistine đã có chủ. Sistine còn nói hai người mới chỉ hôn nhau còn Leo sẽ khiến Glen phải hối hận vì dám cắm sừng hắn. Glen cũng không vừa liền thách đấu Leo và được hắn chấp nhận. Glen nói được lấy Sistine làm vợ thì còn gì bằng, cậu kể lại câu chuyện với lớp và nhờ các học sinh giúp đỡ. Anbeck biết chuyện của Glen và khuyên Glen nên dừng lại, anh ta còn cho Glen biết rằng có một thứ thuốc tên là bụi thiên thần đã xâm nhập vào thành phố. Glen nghĩ tới câu chuyện của Anbeck và nhớ lại thứ thuốc đã cướp đi người cậu từng rất yêu thương. Còn tên Leo thì đúng là đang có ý đồ xấu với Glen. Hôm sau thì cuộc thi giữa hai thầy cũng diễn ra, học sinh sẽ theo chỉ thị của giáo viên, bên nào chiếm được căn cứ địch hoặc hạ được chỉ huy sẽ chiến thắng. Leo nói mình sẽ cố gắng để cưới được Sistine còn Glen thì mục tiêu có hơi hèn hạ nhưng lại được Sistine ủng hộ. Cô bé muốn chính Glen đóng vai hoàng tử trao nhẫn cưới cho mình còn Real không biết Sistine bị gì mà đỏ hết cả mặt. Cuộc thi diễn ra và học sinh của hai lớp bắt đầu thi đấu với nhau. Lớp của Glen đang bị thất thế. Học sinh trong lớp của Leo đã được hắn ta vẽ ra chiến thuật từ trước nên mọi thứ có vẻ vẫn đang đúng như kế hoạch. Tình hình hiện tại khiến các thầy giáo nghĩ rằng Leo đang ao trình Glenn nhưng lúc này lớp của Glenn vẫn đang rất cố gắng để đẩy lùi đối thủ. Glenn cũng đã vạch ra kế hoạch cho các học sinh bằng chiến thuật lấy ít đánh nhiều. Ông thầy tóc dài giải, giải thích rằng Glenn sẽ làm mọi thứ để có thể giành được chiến thắng. Phía bên này thì Riel cũng đang cần quét đối thủ. Leo điều học sinh của mình vào rừng thì lần này Glenn ra mặt. Cậu khiêu khích học sinh lớp Leo rồi chạy thẳng vào rừng các thanh niên tưởng ngon ăn đuổi theo thì dính bẫy du kích của Glen. Các học trò thờ dài vì ông thầy của lớp chơi hơi dơ còn Sistine thì ngán ngẩm về hoàng tử của mình. Trận đấu kết thúc với kết quả hòa, Glenn thì hài lòng với học trò của mình còn Leo có hơi cay cú nên quát học trò không ra rì. Leo có vẻ không phục nên thách đấu Glenn một lần nữa. Hắn nói nhất định lần này Glenn sẽ phải sấp mặt. Sistin tới hóng chuyện và tưởng Glenn muốn cưới mình chỉ vì tiền nên đã cho Glenn một phát tát rồi chạy đi. Rumia sau đó khuyên Sistine nên đi xin lỗi Glenn vì ý thầy không phải như thế. Bên phía của Anbeck thì liên tục gặp những người bị bụi thiên thần sát hại. Leo thì nói với đồng bọn hắn sẽ làm mọi cách nhằm cưới được Sistine để mang về ghế trưởng tộc trong gia tộc của hắn. Glenn cũng tự nhắc mình mai sẽ chiến đấu hết mình và nhớ về người cậu từng yêu. Sistine đứng một bên nghe thấy và bắt đầu hỏi Glenn. Glenn nói rằng Sistine trông rất giống người cậu từng yêu trong quá khứ tên là Sarah nhưng trong một nhiệm vụ cậu đã không bảo vệ được cô ấy. Và giờ khi đã thấy được mong muốn của Sistine, Glenn muốn bảo vệ cô bé như cách để chuộc tội với Sarah. Nghe xong câu chuyện của Glenn thì Sistine cũng thấy nhẹ nhõm. Cô bé cảm ơn Glenn vì mọi thứ và hai người trở nên thân thiết hơn. Leo cũng đã nghe thấy hết câu chuyện. Hắn tới chế nhạo Glenn chỉ là một tên sát nhân mà cũng dám đi làm thầy giáo. Glenn tức giận lao vào tay đôi với Leo nhưng cậu không phải đối thủ của hắn. Hắn dùng thuật giả kim để tạo ra các tinh linh. Chúng nhanh chóng tấn công và hạ gục Glenn tại chỗ leo sau đó khống chế sistin và đưa cô bé đi hôm sau thì cả lớp đồn rằng sistin đã chấp nhận lời cầu hôn của leo sistin cũng nói rằng cô bé sẽ từ bỏ ước mơ để đi theo hắn riel định ra tay với hắn ngay tại học viện nhưng rumia nói rằng glen nhất định sẽ giúp đỡ cô bé rumia kể tối qua đã tới tìm glen và nói hết mọi chuyện glen nói cứ tin ở thầy sau đó thì biến mất còn rumia thì khuyên riel hãy tin vào glen sistin lúc này đã mặc váy cưới và nói lời tạm biệt mọi người Cô bé bước vào lễ đường cùng tên Leo và nhớ lại những lời đe dọa của tên này tối hôm qua. Khi tên này chuẩn bị hôn Sistine thì Glenn cũng xuất hiện. Cậu ném bom khói về chỗ Leo và nhắc Riel bảo vệ Rumia. Glenn đã cướp dâu thành công còn Sistine trách thầy tới muộn khiến cô bé phải lo lắng. Glenn nói rằng đêm qua sau khi nghe Rumia kể sự tình thì cậu cũng đi chuẩn bị hàng nóng để chiến đấu nghiêm túc với Leo. Sistine nói rằng Leo không hề yêu cô bé còn đằng sau Glenn thì những tên chơi bụi thiên thần xuất hiện. Phía trong lễ đường thì các tên này cũng bao vây các học sinh nhưng đội của Anbeck đã tới giải cứu mọi người. Glenn thì không thể kết liễu những kẻ này vì chúng đều là dân thường vô tội, nhưng chúng lại rất khó chơi khiến Glenn buộc phải ra tay. Chứng kiến một Glenn máu lạnh của quá khứ khiến Sistine khiếp sợ. Glenn tiếp tục đưa Sistine chạy thoát và nhớ lại trước đây Sarah cũng trong tình cảnh tương tự mà phải mất mạng. Glenn vì thế mà bắt đầu điên cuồng tàn sát lại làm Sistine hoảng sợ. Leo lúc này xuất hiện nhưng kẻ này không phải Leo mà là tên khác biến thành. Hắn nói Leo chỉ là quân cờ và đã bị trừ khử. Glenn nói Sistine chạy trước, cậu nhận ra tên này thuộc lực lượng quân đội hoàng gia và đã trốn thoát. Hắn nói sẽ lợi dụng Sistine và Rumia để tạo nên thứ ma thuật thống trị thế giới. Hắn bắt đầu dùng tinh linh tấn công Glenn nhưng bị cậu chặn lại. Sistine khi này hối hận vì Glenn đã giúp đỡ cô bé rất nhiều mà lại để Glenn ở lại chiến đấu một mình. Tên này tiếp tục thả tinh linh ra tấn công Glenn. Cậu liền dùng phép thuật để phản đòn cùng với ám khí nhưng hắn vẫn đỡ được. Hắn chuẩn bị dùng đòn kết liễu Glenn nhưng Sistine đã quay lại và chặn đứng nó. Glenn trách Sistine sao không chạy đi. Cô bé nói Glenn đã hy sinh vì mình rất nhiều nên sẽ quay lại để đón Glenn về. Cảm thấy bản thân có phần thảm hại, Glenn liền đứng dậy và nói cả hai sẽ cùng chiến đấu để đánh bại tên này. Hắn tiếp tục tạo ra tinh linh để chiến đấu nhưng bị Glenn cùng Sistine thiêu dụi. Sistine dùng phép thuật yểm trợ Glenn, cậu tiếp cận và cho tên này một đấm bay vào tường. Hắn dùng nốt sức mạnh còn lại tạo ra tinh linh tối thượng. Sistine cũng niệm phép tấn công để kết liễu nó. Glenn liền lao tới tiếp tục dùng nắm đấm của mình và lần này thì hắn đã không còn sức để chống trả nữa. Sistine sau đó cũng cạn kiệt ma lực còn tên kia dùng ma pháp dịch chuyển trốn đi. Rumia và Rial cùng cả lớp cũng tới nơi để đón hai người về. Glenn sau đó đã báo cáo mọi việc cho Anbeck rằng sống muộn kẻ đó cũng sẽ quay lại. Sau vô số chuyện xảy ra thì Glenn đã trở về cuộc sống thường ngày ở học viện cùng các học sinh của mình. Diễn biến tiếp theo ra sao mời các bạn đợi phần 2 lên sóng nhé. Bộ anime tới đây cũng kết thúc nếu thấy hay thì hãy cho hồ nami xin một like và một lượt theo dõi kênh nhé xin chào và hẹn gặp lại